Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xà Bền Vững. Thì qua mình bận công chuyện các bạn nên không có cập nhật giá được. Thì hôm nay mình tranh thủ cập nhật giá sớm cho các bạn nắm nha. Tại vì một lát mình chuẩn bị xịt xài vườn này các bạn. Đó. Thì vườn xà già này các bạn là bao rồi, ba gửi bao dưới ở ngoài một số đó, do cái đợt đó xài nó cũng không được đẹp nên để chặn cũng là khá nhiều, nên là khoảng 7-8 ngày mình phải xịt diếp lô dưới, nói chung là xịt diếp lô đó các bạn, để cho nó tẩy bớt để xài mình nó đẹp lại nha. Thì hôm nay mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn. Thì cụ thể là giá xà vàng thu mua tại vườn là vàng nhất là 45.000, vàng nhì là 23.000, đó là giá xà vàng nha các bạn. Còn về xà xanh thì cho em mình vẫn mua giá cũ, là xanh nhất là 29.000, xanh nhì là 19.000. Thì ba ngày nay thì giá nó chỉ có giá vàng nhóng lên xíu thôi các bạn đó. Thì hôm qua thì mình không có thời gian cập nhật giá nên không cập nhật giá được, mong các bạn thông cảm nha. Thì hôm nay mình cũng tranh thủ trước khi mình xịt thuốc sâu cái vườn này, mình lên cập nhật giá cho các bạn nắm. Thì anh em nhà vườn ở khu vực Đồng Tháp có xài thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em mình, thì vẫn mua ngoài tỉnh các bạn. Thì nếu mà ngoài tỉnh á, thì tầm 2-3 tấn đổ lên thì em mình sẽ đi mua nghe. Đây xài mình bao hổm gài nè các bạn, bữa nay thì nó cũng bự rồi, nói chung nó còn nhỏ các bạn ơi, chưa có bán được đâu đó. Thì xài này của mình nó hơi chậm lớn các bạn, hơi chậm lớn. Da cũng đẹp nha, nói chung có đẹp có xấu các bạn ơi, chứ không có đẹp hết đó. Thì anh em nào ngoài tỉnh hoặc là trong tỉnh muốn bán xài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình. Thì mua là mua xô lùa và xô nhất nhì đó, tại vì nhà vườn muốn bán xô lùa hay là xô nhất nhì đó nghe. Thì nói chung là mua rất là dễ các bạn, ăn thua là lựa thôi, giá cả trên lệch 1-2 ngàn không vấn đề gì các bạn, nhưng mà ăn thua vô vườn lựa mua làm sao cho nhà vườn người ta cảm thấy là hợp lý nha các bạn. Thì mình chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Rồi mấy ngày nay cũng rất buồn các bạn ơi, vì cái vườn xà tơ của mình đi lọc hết trơn luôn rồi đó, bây giờ mình phải mướn để mà bẻ lọc, đừng kích lại nha. Tại vì nếu mình chờ 1 tháng rưỡi nữa, mình tính chờ 1 tháng rưỡi nữa làm các bạn, vẫn làm cũng xem với cái vườn này nè. Nhưng mà mình thôi thì mình bỏ ra khoảng 2-3 triệu gì đó, mình sẽ mướn người để bẻ đọt đó các bạn, rồi mình kích lại nha. Chứ mình không có thích làm xài vô xà mùa các bạn ơi, mình không thích làm xà mùa đó. Thì video hôm nay của mình đến đây là kết thúc nha. Anh em nhà vườn nào mà yêu quý mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn qua chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha các bạn. Thì chỗ mình cũng có bán túi bao xài, mình giao tới nhà luôn. Thì anh em nào cần loại nào đó thì alo trực tiếp mình nha. Số điện thoại mình là 079 590 5099. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.